Hôm nay bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng ibuprofen và paracetamol một cách đúng để đảm bảo an toàn khi em bé bị sốt. Thì khi con bị sốt, các bạn lưu ý nhắc lại về cái chỉ định dùng thuốc hạ sốt đối với một cái em bé có tiền sử bình thường, không có cái tiền căn bệnh nền nhé. Là chúng ta chỉ sử dụng, cân nhắc sử dụng thuốc hạ sốt nếu một là nhiệt độ từ 40 độ trở lên, hai là nếu như bé sốt dưới 40 độ thì chúng ta phải kèm theo đó là bé rất là mệt mỏi, stress thì chúng ta mới sử dụng thuốc hạ sốt, đúng chưa? Khi bé có chỉ định thuốc hạ sốt rồi, nó sẽ có hai tình huống sau đây. Tình huống thứ nhất là bé này chưa được đi khám, hoặc là bé này chưa có cái xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết, tức là chúng ta không biết rằng liệu bé có bị sốt xuất huyết hay không, thì chúng ta sẽ làm như sau đây. Nó sẽ có hai tình huống nhỏ. Tình huống thứ nhất là gì ạ? Chúng ta sẽ ưu tiên, bao giờ chúng ta cũng ưu tiên sử dụng paracetamol trước, bởi vì thuốc này nó an toàn hơn và nó không có chống chỉ định trong bệnh sốt xuất huyết. Cho nên khi bé có chỉ định dùng thuốc hạ sốt thì chúng ta sẽ sử dụng paracetamol với cái liều là 10 đến 15 mg 1 kg một lần nhá, một ngày không quá 5 lần và khoảng cách giữa hai liều ít nhất là 4 tiếng. Thế thì khi chúng ta sử dụng paracetamol rồi thì nó sẽ có hai tình huống nhỏ sau đây. Tình huống thứ nhất là gì ạ? Bé không có đáp ứng. Không có đáp ứng có nghĩa là gì ạ? Sau khi mình uống paracetamol 30 đến 60 phút sau, ta thấy là bé vẫn trên 40 độ. Sau khi uống thuốc xong 30 đến 60 phút sau, ta thấy rằng bé vẫn rất là mệt, vẫn rất là lừ lừ, thì có nghĩa là nó không có đáp ứng. Vậy khi không có đáp ứng thì chúng ta hãy liên hệ với bác sĩ sớm để xin ý kiến, hỏi bác sĩ là bác ơi, bây giờ con em nó uống thuốc rồi, nó đủ liều như thế rồi mà nó vẫn không hạ, hoặc là nhiệt độ nó vẫn trên 40, hoặc là bé vẫn rất mệt, mệt lắm, thì bác sĩ sẽ hỏi thêm một vài cái dấu hiệu nữa để xem là có giống sốt xuất huyết hay không, sau đó bác sĩ sẽ tư vấn là có thể sử dụng một liều ibuprofen hay không. Còn trong trường hợp chúng ta chưa đi khám được hoặc là không có một cái liên hệ được với bác sĩ thì chúng ta có thể nha, miễn cưỡng nha, cái này là miễn cưỡng cho bé một liều ibuprofen. Nhưng giả dụ như 8 giờ bé có uống thuốc hạ sốt paracetamol nhưng khoảng 30 phút một tiếng sau bé không có đáp ứng gì hết, bé rất là mệt hoặc nhiệt độ vẫn 40-41, thì chúng ta có thể cho bé một liều ibuprofen với liều là 10 mg 1 kg một lần. Rồi sau đó chúng ta nên cho bé đi khám, đi gặp bác sĩ, thậm chí là phải xét nghiệm để xem là bé có bị sốt xuất huyết hay không. Dù bé có bị sốt xuất huyết đi chăng nữa thì một liều ibu nó sẽ không làm cái tình trạng nặng lên. Nhưng nếu chúng ta không cho bé đi khám mà chúng ta thấy ibu hạ sốt tốt quá, chúng ta cứ dùng liên tục nhiều liều, thì nếu giả dụ con bị sốt xuất huyết thì bệnh có thể sẽ nặng hơn. Tình huống thứ hai là cái gì? Này, khi mình uống paracetamol vào rồi. Ha, bé có đáp ứng hay nhiệt độ nó xuống dưới 40 đó, hoặc là gì ạ? Nó đỡ mệt, nó ngủ lại được, nó chơi lại được á. Thế nhưng mà chưa đủ 4 tiếng, bởi vì paracetamol là phải cách 4 tiếng, ví dụ như 8 giờ uống này, đến 14 giờ mình mới được uống lại paracetamol đúng không? Nhưng mà đến khoảng 12, 13 giờ là nó đã có dấu hiệu mà cần phải sử dụng thuốc hạ sốt rồi, nghĩa là nhiệt độ nó lại vọt trên 40, hoặc là em bé lại bắt đầu lừ lừ mệt mỏi quấy khóc rồi, là lúc này bé cần phải dùng thuốc. Thế nhưng mà chưa đủ giờ để uống lại paracetamol, thế thì chúng ta có thể miễn cưỡng. Tất nhiên là nên hỏi ý kiến bác sĩ trong khả năng nếu có bác sĩ ha. Còn không thì chúng ta cũng miễn cưỡng cho bé một liều ibuprofen vào đây. Rồi, sau đó thì chúng ta cũng sắp xếp cho tới gặp bác sĩ để bác sĩ khám để xem nó là cái bệnh gì, rồi xét nghiệm xem nó có bị sốt xuất huyết hay không. Lưu ý cả hai tình huống này, đó là gì ạ? Không đáp ứng với paracetamol, hoặc là có đáp ứng nhưng mà đáp ứng rất là ngắn ha, chưa đủ giờ đã có chỉ định dùng hạ sốt lại rồi. Thì chúng ta lưu tâm là những trường hợp đó thường thường là bệnh sẽ có thể là bệnh sẽ nặng, hoặc là bé bị sốt xuất huyết đấy. Cho nên những trường hợp này thì nên đi khám ha, một liều ibu chỉ gọi là tạm thời thôi, nó cũng không làm nặng lên tình trạng của bệnh, nhưng mà nó giải quyết cái tình trạng cấp bách. Rồi bây giờ nếu như giả dụ một em bé mà nó đã được đi khám bác sĩ nói là nó không bị sốt xuất huyết đâu, hoặc là đã có xét nghiệm rồi sốt xuất huyết âm tính, thì chúng ta chỉ chọn là một trong hai loại thuốc này thôi. Nếu chúng ta quyết định dùng ibu là chúng ta dùng ibu luôn, chúng ta quyết định dùng para là chúng ta dùng para luôn. Nếu dùng ibu thì 10 mg 1 kg một lần, 8 giờ một lần nếu cần, và không dùng quá 3 lần một ngày. Còn nếu chúng ta sử dụng paracetamol thì nhớ 10 đến 15 mg một cân một lần, 4 đến 6 tiếng một lần, không quá 5 lần trong một ngày, được chưa? Và chúng ta tuyệt đối là không có chơi cái bài gọi là xen kẽ như thế này, chúng ta cứ chủ động, ví dụ 8 giờ uống para, xong đến 9 10 giờ uống ibu, xong đến 14 giờ lại uống para. Tức là chúng ta cứ chủ động xen kẽ như thế này là không được. Chúng ta chỉ chọn một trong hai cái thuốc này thôi. Trong tình huống chúng ta sử dụng para nó không đáp ứng thì chúng ta chuyển thẳng sang ibuprofen luôn, chứ không có xen kẽ như thế này. Đây là tình huống bé đã chắc chắn bị sốt xuất huyết rồi, không có bị sốt xuất huyết rồi nhá. Và lưu ý là gì ạ? Giữa hai thuốc ibu và para thì không cần khoảng cách, còn trong cùng một loại thuốc thì phải tôn trọng khoảng cách. Khoảng cách của para đó là 4 tiếng một lần,
ít nhất là 4 tiếng và khoảng cách giữa hai liều ibuprofen ít nhất là phải 8 tiếng. Giữa hai thuốc không cần khoảng cách nhưng trong cùng một loại thuốc thì cần phải có khoảng cách, các bạn lưu ý nhé.